Ok, xin chào tất cả các chị trader đã đến với kênh YouTube của Trader Việt. Nhưng mà đã quay trở lại rồi đây. Chúng ta đã đến cái vùng bán khống ha, cho tất cả, gần như là tất cả các đồng Bitcoin và altcoin trên thị trường cryptocurrency. Và cái chiến lược của chúng ta như thế nào thì mời chị cùng xem video rồi biết. Rồi ha, không làm mất thời gian của anh chị, chúng ta cùng đi vào bài phân tích. Có một cái điều mà mình muốn nói với các anh chị crypto trader ha, trước khi mà vào cái bài phân tích này, phần là bởi vì các anh chị cryptocurrency, crypto trader á, sẽ là những anh chị mà có xu hướng thôi, có xu hướng là sẽ ít kinh nghiệm hơn là những anh chị forex trader. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là cái thị trường crypto nó chỉ mới nổi lên gần đây thôi ha. Bitcoin nó được tạo ra vào năm 2008 và tới 2009, 2010 á, nó mới được đưa lên sàn để mà giao dịch, thì tồn tại chỉ mới loanh quanh là cỡ 10 tới 12 năm tuổi đời thôi ha. Và phần lớn là những người Việt Nam, anh chị trader Việt Nam chúng ta là biết đến Bitcoin và crypto là từ cái bong bóng hồi năm 2017 á, đó là cái bong bóng lên đỉnh 20.000, đỉnh cao nhất mọi thời đại của Bitcoin. Và do đó ha, do một phần là vì thời gian tồn tại thị trường ngắn, một phần là vì chúng ta biết đến rất là muộn, cho nên những anh chị mà bước vào con đường trading trade coin á thì sẽ khá là ít kinh nghiệm ha. Cho nên có một cái quy tắc mà mình luôn luôn tuân theo khi mà giao dịch crypto, đó chính là chúng ta không bị FOMO ha anh chị, không bị FOMO. Và chúng ta thứ hai là chúng ta không bắt đáy. FOMO là cái gì? FOMO là chúng ta không mua đuổi giá, hoặc là chúng ta không bán đuổi cái giá, tức là chúng ta không mua khi mà giá đã tăng rất là mạnh rồi, chúng ta không mua, hoặc là giá nó đã chạy rất là mạnh rồi thì chúng ta không bán. Rất là dễ dính trường hợp là chúng ta mua tại đỉnh hoặc là chúng ta bán tại đáy ha anh chị. Đó, cái thứ nhất. Và cái thứ hai là chúng ta không bắt đáy khi mà thị trường rơi mạnh như thế này. Đấy, rất nhiều anh chị là sẽ có cái ham muốn là chúng ta bắt đáy đó. Mặc dù chúng ta không biết đâu là đáy cả, chúng ta mua thì giá nó có thể hoàn toàn là nó rơi xuống ha. Cũng sẽ có những trường hợp là anh chị may mắn, anh chị mua, ví dụ anh chị mua ngay tại cái vị trí này chẳng hạn ha, mua tại cái quanh cái mức 4.000 này, chị thấy giá thấp quá rồi ta mua, may mắn là giá nó tăng lên. Tuy nhiên trường hợp như này rất là hiếm nha anh chị ha, rất là hiếm. Sẽ phần lớn cái trường hợp sẽ là chị mua xong là giá giảm tiếp, chị mua xong là giá giảm tiếp, cho nên chúng ta tránh hai cái trường hợp này ra. Rồi ha, chúng ta bắt đầu phân tích Bitcoin. Bitcoin thì cái chiến lược nó vẫn y chang như tuần trước thôi. Cái biểu đồ trading view của mình là mình đã vẽ từ tuần trước và bây giờ nó vẫn giữ nguyên như cũ nè anh chị ha. Chiến lược của chúng ta đó chính là bán khống quanh cái vùng là 6.470 nè đến 6.750. Đó, đây chính là vùng bán khống của chúng ta, bởi vì trước đó là nó đi qua hai cái đáy rất là quan trọng. Và giá hiện tại thì mới bật lên ha, mới bật lên và đang chạm ngay cái vùng bán khống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta không vào lệnh ngay lập tức nha anh chị nhớ cái điều này cho mình nha. Chiến lược là mình chờ bán quanh cái vùng này, nhưng không có nghĩa là giá chạm cái vùng này một phát là chúng ta bán. Điều mà chúng ta cần chờ đợi đó chính là chờ một cái setup correction ha, một cái dấu hiệu là giá sẽ giảm khi mà chạm cái vùng này, hoặc là một cái dấu hiệu cho chúng ta biết là giá nó đang có cái phản ứng yếu đi ha, yếu đi khi mà chạm cái vùng biểu tượng này, thì tốt nhất là một pin 3 hoặc là một fakie hoặc là một setup correction khác. Hiện tại bây giờ chúng ta chưa có setup nào, chúng ta chưa vào nên anh chị chờ một hoặc hai ngày nữa để xem giá hình thành cái setup nào ngay tại đây hay không thì chúng ta mới vào lệnh bán khống. Trường hợp giá tăng cao hơn ha, trường hợp giá tăng cao hơn thì chúng ta vẫn có thể bán khống tiếp, bởi vì đây là xu hướng giảm nha anh chị, đây là xu hướng giảm, chúng ta giá nó càng lên cao chúng ta vẫn có thể bán được nếu mà nó gặp cái kháng cự mạnh. Đây là một vùng kháng cự mạnh tiếp theo nữa nè, đấy, quanh hơn 8.000 một xíu ha, khuyên mà quanh 8.000 luôn đi, đó khoảng 8.000 là cái vùng kháng cự rất là mạnh. Chúng ta chờ cho giá hình thành một set pricing ngay tại những cái vùng giá này và chúng ta có thể bán khống xuống ha. Tiếp theo là Ethereum. Ethereum thì cái chiến lược của chúng ta tuần trước là bán quanh cái 124 nè là đã thất bại anh chị. Thất bại nhưng không, chúng ta không dừng lỗ bởi vì chúng ta không vào lệnh, không có setup nào xuất hiện tại đây cả, cho nên chúng ta không có bán được. Và cái vùng bán thứ hai chúng ta chờ đợi là quanh 160 đến 176 ha. Nó đi qua một cái vùng dạng co, anh chị nào mà chưa xem video clip về cái vùng dạng co thì nhấn vào nút dưới ngay chỗ này ha. Cái vùng dạng co chính là một cái vùng kháng cự hoặc là hỗ trợ rất là mạnh. Giá vẫn chưa chạm tới cái vùng bán ha anh chị, chúng ta chờ cho giá chạm vùng bán và hình thành một setup pricing quanh cái ô này ha, quanh cái khung này thì chúng ta có thể bán xuống.
một cái dấu hiệu cho thấy là con sóng nó đang hồi lên, mà cũng là thể hiện là cái sức mạnh đang yếu đi là qua cái volume ha, cái khối lượng giao dịch. Cái khối lượng giao dịch này ở trên mỗi sàn nó sẽ khác nhau, tuy nhiên nó vẫn là một dấu hiệu đáng chú ý khi mà chúng ta phân tích. Khi mà giá tăng ha, giá tăng trong xu hướng giảm, giá hồi lên như này mà volume giảm đi, tức là cái sức mạnh nó đang yếu dần anh chị ha. Rõ ràng là khi mà nó chạm cái vùng kháng cự là cái volume nó yếu nhất, thì chúng ta bán xuống, đập xuống một phát là cái khả năng thắng sẽ cao hơn. Thì cái biểu đồ Bitcoin cũng vậy, biểu đồ Bitcoin vẫn là có volume giảm dần ha anh chị. Anh chị thấy là một con sóng tăng mà có volume giảm dần thì cái con sóng tăng đó nó đang yếu đi dần chứ không phải là nó đang mạnh lên ha. Cái cách phân tích volume như thế nào trên thị trường crypto thì mình sẽ có một cái video là làm riêng về cái phương pháp đó ha. Bởi vì trên thị trường crypto thì cái volume, phân tích volume rất là quan trọng. Tiếp theo là XRP. Kèo bán cho XRP thì vẫn chưa vào được ha anh chị. Đấy, hai cái vùng bán mà mình vẽ từ tuần trước bây giờ nó đi tới bây giờ nó mới chạm lên được nè. Vùng thứ nhất là quanh 0.18, vùng thứ hai là quanh 0.20, 0.219 ha, 23, 22, 0.22. Chúng ta phải chờ cho giá chạm cái vùng này ha, hình thành một set production cho thấy cái sự từ chối ha, như là một cái pin bar có cái đuôi hướng lên trên nè, hoặc là một cái kia chẳng hạn. Trường hợp giá hồi lên trên ha, cao hơn thì chúng ta vẫn có thể bán khống được, bởi vì cái vùng trên này là một cái vùng kháng cự rất là mạnh. Dấu hiệu về volume anh chị vẫn thấy ha, thấy rõ ràng là cái volume nó đang giảm dần anh chị. Đó, những cái cột volume nó đang yếu đi dần, cho thấy là giá tăng nhưng cái sức mạnh của nó đang yếu đi dần. Tiếp theo là Litecoin. Với Litecoin thì cái vùng bán đầu tiên là giá nó đã vượt qua rồi ha anh chị. Giá nó đã phá vỡ vùng bán đầu tiên rồi, tuy nhiên chúng ta không vào lệnh hiện tại cái vùng đầu tiên này vì không có một set production nào tại đây cả. Chúng ta chờ ở cái vùng thứ hai nè, quanh 49.78 lên tới 52.32 ha. Trên cái những cái biểu đồ lớn á, khung thời gian lớn như là D1 thì mình luôn luôn là mình vẽ một cái vùng giá như thế này để mà cho giá có một cái sự di chuyển ha, có một cái sự biến động di chuyển trong cái vùng đó thì chúng ta vẫn vào lệnh được, chứ không nhất thiết là chúng ta giá nó phải chạm đúng một cái mức nào đó chẳng hạn ha. Chúng ta chỉ cần giá là di chuyển trong cái ô này và hình thành một setup trong cái ô này là chúng ta có thể bán xuống được ha. Những setup production nào thì anh chị cứ xem trong những cái video clip về production cơ bản của Nhật Hoài, anh Nhật Hoài để trong cái playlist trong nước chị Y này ha. Production xem trong những cái danh sách video clip đó là chúng ta sẽ biết những cái setup nào để chúng ta vào lệnh rồi. Rồi chờ giá thành thành setup tại cái khung này và ta bán xuống. Tiếp theo là Binance Coin. Binance Coin sau phá đáy ha, sau khi phá đáy, đáy trước nè chị, đó, phá đáy xong rồi nó đang bật ngược lên. Tuy nhiên cái xu hướng của chúng ta vẫn là đang là giảm và chúng ta không được mua vào ha, không được mua vào nha anh chị. Trên cái khung thời gian D1 này thì cái xu hướng giảm nó đang rất là nặng nề trên tất cả các đồng coin luôn. Thì trong những bài phân tích crypto của mình hàng ngày á, thì đôi khi mình sẽ có một cái bài kèo là mua vào. Tuy nhiên đó là trên khung thời gian thấp ha, trên khung H4. Mỗi khung thời gian chúng ta có một cái chiến lược khác nhau, cho nên anh chị không có được xem cái bài phân tích đó mà anh chị vào lệnh trên D1 nha. Rồi với xu hướng giảm chúng ta bán khống thôi. Cái vùng bán đầu tiên là bị vượt qua rồi nha anh chị ha. Cho nên chúng ta chờ cho giá chạm với vùng thứ hai, vùng quanh là 16.17 nè, lên tới 16.85 là chúng ta bán xuống khi mà giá hình thành vùng setup production wave mình tại đây. Trường hợp giá tăng cao hơn ha, cao hơn. Trên này cũng là một vùng kháng cự rất là mạnh nè. Đó. Khi mà giá tăng lên cái khoảng là 18.35 lên tới là 19.17 thì chúng ta vẫn có thể bán khống được, bởi vì trên này đây cũng vẫn là một cái vùng kháng cự rất là mạnh ha. Nhớ là chờ cho setup xuất hiện quanh tại cái vùng giá đó là chúng ta mới bán xuống nha anh chị. Cuối cùng là Bitcoin Cash. Với Bitcoin Cash thì cái kỳ vọng của mình là giá nó sẽ bật lên khi mà chạm cái vùng hỗ trợ bên dưới anh chị ha. Đã là đúng rồi. Bởi vì đây là một cái đáy rất là quan trọng, là cái đáy quanh 169 nè. Trường hợp mà giá mà khủng luôn cái đáy này thì những cái mức giá như là 120 hoặc là 80 đến 40 là hoàn có thể đạt được nha anh chị ha. Cái kèo chúng ta là bán xuống quanh tại cái mức là 256 tới 275 là chưa vào được, bởi vì giá chưa chạm cái vùng này anh chị. Chúng ta tiếp tục chờ giá chạm cái vùng này, thành set production là chúng ta có thể bán khống xuống rồi. Một cái vùng kháng cự mạnh hơn đó là vùng trên này, đó vùng trên này 291 tới khoảng vùng 300, đó là cái vùng, một cái vùng số tròn rất là quan trọng ha. Những cái vùng số tròn sẽ là một cái vùng tâm lý, một cái vùng cản tâm lý rất là mạnh. Trường hợp giá phá cái vùng hồi nãy ha và nó tăng lên thì chúng ta vẫn có thể bán xuống khi mà giá chạm quanh cái vùng 300 này và hình thành set production rất là đẹp. Rồi, đây là kết thúc của cái video clip phân tích crypto ha, cryptocurrency production. Trong mùa dịch thì mình cũng có một cái tâm sự với anh chị, đó là hiện tại bây giờ thì mình đang cả team đi làm việc luôn ha, là đang toàn bộ là đang làm việc ở nhà ha. Chúng ta không, bọn mình không có gặp nhau, không có tương tác với nhau, cho nên đôi khi về cái chất lượng video clip ha sẽ có những
sẽ có một cái sự sai lệch nhất định, có thể là nhỏ tới mức mà anh chị không nhận ra thôi. Tuy nhiên là những anh chị để ý á, là có thể thấy là chất lượng video clip nó sẽ hơi khác nhau một chút xíu, bởi vì mỗi người quay clip ở nhà và gửi cho Nhật Hoài để mà Nhật Hoài edit thì nó sẽ có một chút sai lệch, nên nếu mà anh chị thông cảm cho Nhật Hoài thì Nhật Hoài rất là cảm ơn ha. Và mùa dịch này Nhật Hoài chúc anh chị là có một sức khỏe thật là tốt ha. Chúng ta bảo vệ sức khỏe chúng ta không có bị lây bệnh và chúng ta mới có thể là làm việc được. Sức khỏe mới là cái quan trọng nhất. Một vài lần thua lỗ thì không sao đâu anh chị ha, một vài lần thua lỗ không sao cả. Chúng ta quan trọng là chúng ta bảo vệ sức khỏe chúng ta để chúng ta làm việc và chúng ta tiếp tục chiến đấu với thị trường. Rồi, xin chào anh chị, chúc một tuần giao dịch đầy lợi nhuận. Nhớ đeo khẩu trang vô nha anh chị, đang cúm dữ lắm á. Nhớ like và subscribe nữa nha.